review cho anh em cái bộ Kiki Dot của bên Carbox nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy giao diện rất trực quan, tốc độ chạy bên này. Đấy, đây là bản đồ Navitel chạy bên này luôn. Đấy, đây là giao diện bên ngoài, giao diện bên trong thì các bác thể vào đây. Đấy. Đấy, sử dụng cái đủ tất cả các tính năng. Đấy, bấm đây là giao diện ra, bấm vào đây là giao diện con. Đấy, rất là trực quan luôn. Dòng Kiki Dot này hiện tại là cái dòng mà gần như là thông minh nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, giá cả rất là hợp lý. Đấy, tốc độ di chuyển này, bên này này, rẽ trái vào Hùng Vương. Đấy, các thứ đều rất là ok. Đấy. Đấy, rất là mượt mà nhé, về máy F1 chính hãng đây. Đấy. Tốc độ giới hạn 800m nữa, tiếp tục đi thẳng qua cửa hàng Vải Hải Anh vào đường bến, đi về hướng Tây Nam về phía Thanh Niên. 300m nữa, tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ 3 vào đường Cách Mạng Tháng 8 quốc lộ 37.